lại phải tiếp tục tham chiến bằng chiếc Legendary Rider Gashat thứ 3 của Gom để chiến đấu với tên Burgaster có khả năng kiếm thuật vô song. Cả hai người lao vào nhau như hai vị chiến tướng. Tạo hình của Gom có lẽ là tạo hình được coi là đẹp nhất, với tông màu được thay đổi bao gồm vàng kim, gom metallic cũng như những viền bạc. Phần thân giữa của anh ấy cũng tương tự như vậy, và không thể nào không nhắc tới phần sừng đặc trưng của chiếc mũ trụ của Calder Gam. Điều mình thấy khá tiếc ở form này là nó dựa trên SA quá nhiều mà bỏ đi những phần giáp nổi bật nhất của Calder Gam. Nhưng dù sao thì đây vẫn là form SA biến hình, vẫn có thể xem là form chấp nhận được. Khả năng kiếm thuật của form này gần như thượng thừa và đánh ngang ngửa tên Burgaster thiên về kiếm thuật. Đoàn tất sát quanh mang tên Todoken Ritsko Finish, SA sẽ tấn công kẻ thù bằng thanh gươm của mình, bao bọc hắn bằng một trái cam khổng lồ bằng năng lượng, sau đó tung hàng loạt cú chém và hỏa hủy hoàn toàn chúng.